xin chào các bạn trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn uh, bí quyết cái, cái cách mà mình uh, sử dụng và cái chiến thuật này rất là thành công là làm thế nào chúng ta có thể có 20 cái cái reviews trên amazon và thậm chí là có thể 50, 100 cái reviews trên amazon mà hầu như chúng ta không tốn đồng tiền quảng cáo nào và ngay khi chúng ta list cái sản phẩm chúng ta lên và chúng ta đã có sẵn hoặc là chắc chắn là chúng ta sẽ có khoảng 20 cái reviews uh, với uh, cái mức độ xếp hạng là từ 4 thậm chí là tuyệt đối 5 sao trở lên mà không tốn uh, đồng tiền quảng cáo nào. Đây là một cái vấn đề nan giải và khó nhất của những người bán hàng trên Amazon, đặc biệt là dưới hình thức FBA. Và các bạn hoàn toàn có thể ngồi ở Mỹ này, nếu các bạn ở Mỹ thì các bạn có ưu thế tuyệt đối, còn các bạn ở Việt Nam thì các bạn vẫn có thể áp dụng cái cách này. nhé các bạn và đầu tiên cái công cụ đầu tiên mà chúng ta sử dụng đó là Jungle Scout các bạn. Đó, à, Jungle Scout đây. Thì Jungle Scout là một cái tool là cái cái công cụ tại sao chúng ta cần dùng công cụ này? Thứ nhất là chúng ta xác định cái niche cái ngách cái sản phẩm mà chúng ta sẽ nhập từ cái gốc mua tận gốc là từ Alibaba. Ví dụ các bạn hãy mua một cái sản phẩm giá rất là thấp, ví dụ như cái ốp điện thoại là, hoặc là kính cường lực chỉ có giá khoảng 50 xu. Mà khi list trên Amazon các bạn có thể bán được từ 10 đô, 12, 15 đô, tức là gấp 20 lần. À, lẽ đương nhiên là bạn phải trả chi phí cho vận chuyển và cũng như là bán trên FBA Amazon thì Amazon sẽ chặt cái phí chúng ta là khoảng 30% so với giá bạn list trên Amazon. Ví dụ bạn list cái sản phẩm kính cường lực trên Amazon bạn bản 10 đô thì Amazon sẽ lấy 3 đô. Rất là đáng đồng tiền bởi vì Amazon sẽ đóng gói uh, ship hàng cho khách hàng thường là miễn phí. Và Amazon sẽ thu tiền và trả lời các thắc mắc của khách hàng hỏi. Và thậm chí khách hàng không hài lòng đổi lại Amazon sẽ làm tất tần tật từ A tới Z. chính như vậy Amazon sẽ chặt chúng ta 30% trên cái giá chúng ta list trên cái Uh, website amazon.com ở Mỹ uh, thì còn 7 đô thì chúng ta vẫn còn còn tiền lời và uh, tôi đã sử dụng cái công cụ Jungle Scale và cái phí tôi đóng là 99 đô mình dùng suốt đời chỉ một lần mình đóng 99 đô mình dùng suốt đời để mình uh, xác định cái niche cái ngách để mình đầu tư uh, mình xem có rủi ro gì không và cơ hội như thế nào uh, lý do là Amazon là một cái hệ thống thép kín ở trong khi IB là hệ thống mở Amazon sẽ thu thập tất cả các database cơ sở dữ liệu của những cái cuộc giao dịch người mua và người bán trên Amazon.com và cái giá trung bình một sản phẩm mà một seller bán cái sản phẩm đó là bao nhiêu và một tháng seller đã bán được bao nhiêu và cái lượng reviews trung bình cho sản phẩm đó ở trên Amazon.com ở Mỹ tức là đối với 325 triệu khách hàng Mỹ là bao nhiêu và cũng như là doanh số của từng seller là bao nhiêu. Từ đó Amazon sẽ đưa ra sẽ phân tích và đưa ra là cái niche, cái ngách, cái sản phẩm đó cái cơ hội kinh doanh là có tiềm năng hay không hay là rủi ro cao. Ví dụ như thế này các bạn, mình sẽ vào trang amazon.com đây. Ví dụ như mình biết là cái phụ kiện điện thoại thì có tất cả trên 15.000 cái sản phẩm phụ kiện điện thoại các bạn. Wireless K ha. Jacks auto climbing thì mình bấm vào cái nút search này các bạn thì đối với cái từ khóa các bạn thấy năm cái từ này thì mình ra 961 kết quả nhé các bạn và trong cái máy laptop của mình đã cài sẵn cái phần mềm Django Scout mà mình đóng 99 đô dùng suốt đời các bạn thì mình có cài sẵn đây mình đã xin nó vào uh, Google Chrome và mình bấm vào đây thì mình Amazon, thì Django Scout đang chạy thì nó ra cái cái thông số thì đối với sản phẩm này đó các bạn thấy là như thế này là cái thứ hạng ranking của sản phẩm này, thứ hạng xếp trên Amazon.com ở Mỹ là thứ hạng 20.868. Ok. À, chúng ta không lựa những sản phẩm quá hot trong top 10 các bạn vì cái sự cạnh tranh rất là cao. Thì cái sản phẩm này là 25.868 đối với phụ kiện điện thoại thì cái cái ranking nó trong tầm mà cỡ trừ 6.000 tới 25.000 là ok thì 20.868 trong cái ngưỡng đó thì sản phẩm đây là một cái sản phẩm là có tiềm năng có thể là nó nó không thật hot lắm mà nhưng mà nó cũng không phải là không có người mua và cụ thể là giá trung bình là 34 đô 26 một sản phẩm như bạn thấy thì average price đây 34 đô 26 sen một cái và trung bình là một seller bán được 893 sản phẩm trong một tháng bạn thấy nếu mà bạn bán 893 sản phẩm mà bạn lời 5 đô thì một tháng có thể kiếm được 4 ngàn dễ dàng và cái số review cho sản phẩm này trung bình mỗi seller là 497 cái reviews đấy từ những cái thông số này Amazon sẽ đưa ra cái opportunity score uh, là cái thang điểm cơ hội là có tiềm năng hay không thì đây là số 4 là hai demand nhưng mà cũng hai competition tức là có nhu cầu cao và sự cạnh tranh cũng cao các bạn và như là mình biết sản phẩm này có nhu cầu cao vẫn có nhu cầu rất là cao ở vì trong cái sự kiện vừa rồi đó thì iPhone 11 11 một uh, Max một Pro Max ra đời, nên à, khách hàng rất cần cái sản phẩm này và cộng thêm một cái điểm cộng nữa là như này bạn phân tích à, cái nhu cầu của khách hàng dựa vào cái à, lý tính con số cụ thể phân tích cơ sở dữ liệu cho Jungle Scout đưa ra con số cụ thể và những con số này á là Scout mua được từ Amazon Amazon sau khi à, cuộc giao dịch xảy ra trên sàn Amazon.com thì Amazon thu thập tất cả những cái dữ liệu về cuộc giao dịch về người mua, lẫn kẻ bán và, và gom lại và sau đó dân cao sẽ mua những cái thông tin đó và ra một cái công cụ và bán lại cho những seller để họ phân tích trước khi họ đưa ra cái quyết định là họ có kinh doanh sản phẩm này không. Đó. Và dựa trên cái cảm tính, cái quan sát, nhận xét của của mình bất cứ mình làm một cái công việc gì thì mình phải dựa trên cái quan sát trực quan của mình các bạn và có chiều sâu và sắc bén như các bạn thì mình biết là iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max ra đời và đặc biệt là ở Mỹ đó mùa đông đúng không các bạn? và lái xe thì bắt buộc là phải có một cái kẹp điện thoại để mình kẹp cái điện thoại mình để trong xe mình kẹp ở cái lỗ mà mà hơi nóng hoặc là hơi lạnh nó 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 phà ra hoặc là kẹp ở trên cái kính phía trước hoặc là trên cái mặt phẳng ở trước mặt uh, vô lăng chúng ta mình kẹp cái điện thoại trên đó lý do là bao giờ khi chúng ta lái xe thì chúng ta cũng muốn có một cái GPS có thể là qua cái cell phone chúng ta để định cái hướng chúng ta đi, địa điểm chúng ta, ta đến hoặc là chúng ta có thể xem những cái thông số trên cái, cái cell phone, những cái cuộc gọi hoặc là những cái tin nhắn thì mình giải phóng đôi tay. Thì các bạn biết như là thống kê ở Mỹ thì trên 85 cái tai nạn giao thông xảy ra trên xe lò I-5. I Freeway của mỹ là do uh, cái cell phone chúng ta vừa lái xe có thể là vừa táy máy cell phone hoặc là vừa nghe điện thoại thì cái dụng cụ này nó giải phóng đôi tay và đặc biệt là cái uh, cái cái, cái, cái uh, phụ kiện này nó kẹp cái điện thoại mà bằng dòng điện các bạn từ 5 tới 9 v nên nó rất là chắc chứ nó không phải kẹp bằng cơ và đồng thời nó vừa kẹp mà nó lại vừa sạc điện thoại các bạn đối với cái dòng điện thoại iPhone từ uh, dòng 8, 10, uh, 11, dòng 8 trở lên Đó là sau khi mình thấy cái, cái nhu cầu cao và cơ hội có cao Và nhất là mình đã xác định đúng cái niche, cái ngách Thì mình mua tận gốc, bán tận ngọt Mình không mua ở những cái wholesaler trong nước Mỹ Cũng như là AliExpress Mà mình mua từ Alibaba là cái nơi bán tận gốc Bán với giá sỉ rất là thấp Mình order bên đó Và cái thức order thì nó hơi dài dòng Nhưng mà nó cũng rất là dễ các bạn À, và trong video này mình không đề cập tới cái vấn đề mà order, mình đề cập tới cái tư duy. Và sẽ xác định đây bạn thấy đây à, và rất là có tiềm năng đối với sản phẩm này thì mình mới order cái sạc uh, điện thoại cái đời mới này á. Và sau đó mình sẽ làm cái công việc thứ hai là mình sẽ list cái sau khi hàng nó về nhà rồi thì mình sẽ test thử cái cái sample này, ví dụ như 50, 100 cái nhớ các bạn. Mình test thử với số lượng nhỏ xem có nhu cầu cao không và cái nơi mình test đó là bởi vì mình ở thành phố Seattle địa bàn Washington nên mình test trong cái nhóm là người Việt ở Seattle các bạn người Việt ở Seattle và mình list cái sản phẩm này lên trong cái nhóm người Việt ở Seattle đây các bạn thấy ha à, đây thì mình list lên thì mình list lên thì trong vòng 48 tiếng đồng hồ các bạn như bạn thấy đây mình list lên về việc ở Seattle thì ở đây cái lượng traffic nó cũng rất là cao các bạn là bao nhiêu cái nhóm này có bao nhiêu người tham gia để mình xem nhé các bạn cũng mấy chục ngàn người đó các bạn à, tham gia trong cái cái nhóm này 36.670 members thì cái cái boss của mình sẽ tiếp cận 36.670 member ở trong hai phố Seattle của mình thì như bạn thấy đây mình mình list lên đây đó đó, mình list lên và đây là mình list rất là chuẩn nha các bạn mình không dùng dùng những cái thuật ngữ mà mình dùng những cái đời cái ngôn ngữ đời thường mình list lên và có video và có hình ảnh và hãy chỉ một cái list hơn một trăm tám mươi hai cái common một trăm tám mươi hai cái common các bạn và tức là cái tương tác 100, trong vòng bốn mươi tám tiếng một trăm tám mươi hai common và rất nhiều common và common này họ vào là mua hàng không các bạn chứ không phải là vào chơi và một người đó thì mua từ hai tới sáu sản phẩm một sản phẩm mình có thể lời trong vòng tới 10 đô trong cái tầm 10 đô và 182 cái comment một người mua từ 2 đến 6 sản phẩm có người mua 2 mua 3 mua 4 mua 6 các bạn thì mình có hoàn toàn có thể bán được 500 sản phẩm chỉ một cái post trong cái, cái group này hoàn toàn miễn phí mình có thể bán được 500 sản phẩm nhưng bởi vì mình test cái sản phẩm này và mình không có cái ý định bán trên Facebook vì ở Mỹ á, là xuất là cái nơi mình tương tác, chào hỏi, xã giao là cái mạng xã hội đúng nghĩa của nó còn buôn bán thì mình phải vào Amazon.com hoặc là eBay hoặc là Shopify là nơi buôn bán chuyên nghiệp các bạn. Nhưng ở đây trên 500 sản phẩm và mình đã bán ra trên 100 sản phẩm và khách hàng rất hài lòng mình hoàn toàn có thể lấy được từ 20 50 cái reviews. reviews trên Amazon thì có hai loại reviews không có không có phải là người mua trực tiếp trên Amazon nhưng mà mua ở một cái website ở một cái cửa hàng của mình hoặc là trên một cái mạng xã hội nào đó thì có thể để lại review gọi là in verify và hoàn toàn nhiều khách hàng hỏi mình và, và, bạn thấy đằng sau đây là mình thế hàng hỏi rất nhiều đây các bạn thấy đây đó các bạn thử đọc đây đó rất là nhiều hai cái ha toàn là hai ba bốn cái không mà hai cái ha hai cái ha. đó các bạn thấy rất nhiều và khách hàng vẫn tiếp tiếp tục order các bạn hai cái tiếp ha để lại số điện thoại và order tiếp tục order à, cái sản phẩm này các bạn thấy không rất là khủng và cuối cùng mình phải trả lời là mình à, còn ít hàng dư à, và mình không còn hàng và vui lòng đợi lô hàng kế tiếp đó đây đó họ rất và mình không không có người ta trả lời là hết hàng rồi và sau khi bạn list trên đây thì bạn nói nếu mà dùng tốt thì để lại cái reviews cho mình là unverified hoặc là uh, ví dụ như uh, khách hàng mua hai cái hoặc là sáu cái thì bạn có thể là bán một cái và bạn đưa một cái đường link của Amazon để khách hàng vào cái store trên Amazon.com của bạn mua và khi bạn tương tác bạn bán một cái bạn có customer service phục vụ tận tình đó. và khách hàng cảm nhận điều đó mà giá thì thấp hơn trong Amazon.com thì như là lúc mà họ vào Amazon họ mua bạn có thể làm coupon mà không cũng không cần ha. và bạn bởi vì trên amazon.com mình list cái giá thấp hơn những đối thủ cạnh tranh đó thì hoàn toàn các bạn hãy, hãy, lấy được 20, 50, thậm chí 100 cái reviews mà không tốn tiền quảng cáo nào như các bạn biết không để lấy được một cái reviews trên amazon.com thì tốn rất nhiều tiền sau khi cái sản phẩm bạn á, mà khách hàng click trên đó đó ví dụ như là 5 cú click ha thì, thì các bạn phải trả tiền pay per thì mỗi click các bạn phải trả một, một số tiền nào đó tùy theo cái từ khóa và sau khi năm click thì có một người mua đó thì để được ví dụ như là 20 cái reviews thì phải vài trăm người mua bởi vì một người 10 người mua chưa chắc một người để lại reviews vì đây là cái sản phẩm khoảng 15 20 đô thì người Mỹ rất là bận rộn chưa hẳn họ để lại review cho các bạn đâu mặc dù sản phẩm của các bạn thật tốt còn đây mình dùng cái cái chiến lược chiến thuật mà trực tiếp với khách hàng như thế này với cái customer service cực tốt và cái giá thật là thấp hoàn toàn chúng ta khách hàng có cảm tình và hoàn toàn có thể để lại reviews cho các bạn trên amazon.com hoặc là những cái review mà ở ngoài là unverified các bạn sẽ chọn về đó và khách hàng đã mua ở ngoài có thể để vào trong amazon.com và review cho sản phẩm của các bạn chắc chắn các bạn đạt được từ 4 sao trở lên các bạn và từ cái việc mà các bạn uh, có những cái review tốt như vậy thì cái thuật toán Amazon sẽ tự động đẩy các bạn lên cộng với cái giá mà cạnh tranh mình bán số lượng nhiều mình lợi ích thì cái sản phẩm của các bạn trong Amazon.com sẽ lên cái rank rất là cao và các bạn hầu như là không tốn tiền nào Tốn nào quảng cáo đây là cho những sản phẩm mới và câu hỏi nếu các bạn ở Việt Nam thì các bạn hoàn toàn có thể như thế nào các bạn các bạn có thể cho cái coupon tạo coupon cho Amazon.com và cho những cái group của những cái À, khách hàng bên mỹ này những người quan tâm đến sản phẩm à, quan tâm tới cái sản phẩm của các bạn và họ phải cho coupon bông thì họ vào họ mua thì họ có thể để lại review tốt cho các bạn đó là tất cả những gì mà à, về cái cái bí quyết là thế nào chúng ta có thể có những cái review đầu tiên không những một vài cái mà hai chục năm chục thậm chí một cái mà không tốn tiền đầu nào quảng cáo các bạn còn chi tiết hơn để order hàng khi chúng ta ở Việt Nam order hàng từ Alibaba tức là tận gốc để đẩy vào kho Amazon và ngồi Việt Nam bán như thế nào thì trong mình có một cái 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 khóa học uh, trên Facebook nhóm kín khoảng 29 cái video mình tự quay uh, có những cái cú quay headshot và dựa vào cái case thực, trực tiếp cụ thể ở Mỹ đó là những kiến thức căn bản nền tảng cho những bạn nào muốn kinh doanh trên cái nền tảng trực tuyến Amazon.com là một trong những cái e-commerce lớn nhất trên thế giới với cái cái lượng uh, truy cập là 2. 2 tỷ người truy cập vào một tháng. Tiềm năng thì không giới hạn. Thì các bạn hãy tham gia khóa học đó và mình thì không có thời gian lắm nên mình hầu như là rất giới hạn dạy offline khi mình về Việt Nam 6 tháng đầu năm nay 2019 thì mình có dạy chỉ một lớp duy nhất ở Sài Gòn và Hà Nội thôi các bạn Chúng mình không có thời gian thì các bạn có thể vào cái uh, lớp uh, Amazon uh, trong Facebook nhóm kín của của mình thì đó là kiến thức nền tảng căn bản thì các bạn có thể kinh doanh và với một cái sản phẩm một cái niche kinh ngách như các bạn thấy đây và cái số lượng bán rất là cao như vậy các bạn thì với một cái niche cat hoàn toàn có thể bạn kiếm được vài ngàn đô một tháng và trong một cái store có nhiều cái sản phẩm này nếu bạn có vốn thì bạn hoàn toàn có thể đạt 6 chữ số sau một khoảng thời gian không lâu lắm khi kinh doanh trên Amazon.com bán dưới hình thức FBA tức là ngồi bất cứ nơi đâu trên thế giới nhập hàng từ Alibaba dĩ nhiên các bạn phải rất là chuẩn từ cái khâu nhập hàng từ cái khâu tìm niche ngách và post hàng trên những cái mạng xã hội như là Facebook hoặc là trên YouTube hoặc hoặc là trên Instagram hoặc là trên Shopify phải rất là chuẩn và đặc biệt là mình sẽ sử dụng đúng cái công cụ thì có thể là miễn phí hoặc là phí rất là ít và quan trọng hơn hết là cái tư duy các bạn phải có khi kinh doanh trên cái nền tảng trực tiếp Amazon là một trong những cái e-commerce lớn nhất trên thế giới được xem là hệ sinh thái cho tất cả international seller mà muốn tiếp cận tới trước tiên là 325 triệu khách hàng Mỹ cũng như là trên 10 quốc gia khác mà Amazon có mặt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thắc mắc gì các bạn vui lòng comment phía dưới. Mình sẽ trả lời các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.